Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thì mình đang có mặt ở Hòa Thành, Tây Ninh. Có thời gian ghé chơi nhà của những anh em đam mê iguana, admin của câu lạc bộ iguana Tây Ninh. Đi chỗ tham quan cái chỗ quay của Nghiêm nha. Hello Nghiêm. Hello em, lâu quá mới gặp. Con bé đang được phơi nắng ha, và kè ha. Cái mặt nó hồng hồng rất là đẹp ha các bạn. Mặt trắng hồng hồng, Albino T cộng. Trời ơi, nó đái một dụng đã luôn. Hình như bé này nó cũng có ở farm anh một thời gian. Cái này là bé nó bị cái ké chân á, bạn, ké chân giống như có mũ bên trong vậy đó. Con này nó gai, nó nhỏ li ti mà nó chi chít trên này luôn nè. Cái màu đỏ hai bô nó vẫn quyến rũ ha. Cho nên là có những con mà màu đỏ tốt á, thì nó lọc cái sắc tố đen đi thì nó sẽ đẹp. Nuôi cái ha, mấy bạn cái nhau. Và nó rộng rãi như vậy nó sẽ ăn uống đồ nó tốt hơn. Mắt ruby tức là cái đỏ như viên ngọc ruby đó các bạn. Cái mà sinh sản đồ này nọ đó thì là Nghiêm để chung một cái chuồng lớn như vậy đó. Bạn anh em nào mà mê lai tạo rồi á, sẽ biết quý cái bộ gen đó các bạn. Ở đây cũng một bé bự nữa nè, bé này bự quá, bị lỗi mỏ. Tông chi mà cho cái mỏ quát quá trời luôn. Có nhiều con nó tông mà mớm mà không khép cái miệng này được, lòi cái lưỡi ra ngoài luôn. Rồi em có đủ cả đực cả cái luôn rồi. Hy vọng là chúc em mùa sau thành công nha. Dạ, cảm ơn em. Rồi nó sạch quá nó cũng làm cái màu đỏ nó bị lợt lại. Dạ. Mà nó có vàng vàng ở trong người nữa, đẹp. Con mắt á, con mắt này nó thấy bình thường không ta? Dạ bình thường anh, bé ăn khỏe lắm. Bên này là Albino. Đây có những bé đẹp trai baby nè các bạn. Lúc mà baby thì nó như thế này. Em bắt cho các bạn coi nha. Em nhỏ. Còn đây là vị thành niên. Thì từ bé này nè, nếu mà chúng ta nuôi tốt á, thì khoảng 1 năm chúng ta sẽ đạt được size này. Ngày xưa mà thấy cái tấm hình ở trên mạng thôi á, mà cầm ra được con Snow phải nói là ước mơ của mình. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay có chuyện nó rất là vui ha. Thì mình đang có mặt ở Hòa Thành, Tây Ninh. Thì trong đầu mình không biết làm sao mà ham đi ốp quá, ham vui quá, cứ nghĩ hôm nay là anh em hội Tây Ninh sẽ offline ngày hôm nay. Cho nên là sáng này là lật đật dậy sớm đi xuống Sài Gòn đón bạn camera chạy lên Tây Ninh 3 tiếng đồng hồ. Thì tới đây mới biết là lộn ngày, tuần sau người ta phải ốp chứ không phải là ngày hôm nay. Nhưng mà cũng không sao, thì nhờ vậy có thời gian ghé chơi nhà của những anh em đam mê iguana ha. Thì hôm nay mình đang tới một cái nhà của một thành viên cũng coi như là admin của câu lạc bộ iguana Tây Ninh ha. Thì cũng đang có rất là nhiều bé đẹp. Đó là bạn Nghiêm, bây giờ mình sẽ vô mình coi cái chỗ tham quan cái chỗ quay của Nghiêm nha. Hello em ơi. Ok, chào anh Nam. Hello Nghiêm. Hello em, lâu quá mới gặp. Đây, mọi người đang quay cho cái bé tắm nắng ha. Những cái siêu phẩm rất là đẹp luôn. Ok, đâu rồi, cho anh mượn cái mic anh. Em ơi, em giới thiệu cho mọi người biết cái dòng này dòng gì á em. Hôm nay anh dẫn em đi tham quan nha. Dạ, ok. Ok, okay, nhưng mà trước đó mình hít đất cái đi, hít đất cái cho chung đi, để lát quên nữa, lâu mình bị quên. Ok, các bạn truyền tải cái năng lượng này luôn nha. Ngủ ghê mọi người. Ok. Vô đây cho ông Khải. Vô. Ông nội một cái cũng được. Vô đây. Lên, mất cỡ gì. Vô. Giờ đi lộn nhưng mà cũng vui đó bạn, lát được. Được mấy anh em Tây Ninh dẫn đi ăn bò tơ Tây Ninh ha. Đây là đặc sản ở đây rồi. Lát mình sẽ review đồ ăn luôn cho mọi người luôn. Bây giờ mình sẽ review những em rồng như là đỉnh cao ở trại của Nghiêm nha. Trước mắt là mình thấy rất là đẹp rồi, những bé hai bô và những bé tê rất là đẹp á. Ok, bốn bé đang được phơi nắng ha, và kè ha. Ok em ơi, bé này là dòng gì em? Dạ cái này tê cộng ruby anh. Tê cộng, Albino tê cộng. Dạ. Mắt ruby hả? Cái mặt nó hồng hồng rất là đẹp ha các bạn. Mặt trắng hồng hồng. Bé này đang lột. À, đang lột da. Mùa này thì đa số igu nó lột da. Dạ. Cái con mà màu vàng á các bạn, Albino mà màu vàng á thì nó gọi là Albino T trừ ha. Còn con này là con Albino T cộng. Trời ơi, nó đái một dũng đã luôn.
Abino T cộng ha, nó còn là con Rin Hybo hả. Nhưng mà bé này nó đặc biệt á, là mắt nó mắt ruby eye ha, mắt nó là mắt ruby á, mặt đỏ, mặt hồng hồng hồng. Còn bé này là dạ, Tobago. Tobago rất là bự ngầu luôn. Hình như bé này nó cũng có ở farm anh một thời gian. Nè, mổ hộp ké ra nè. Dạ. Này em có cắt chỉ sớm quá không em? Dạ, em nghĩ chắc sớm. Cái này là bé nó bị cái ké chân á, bạn, ké chân là giống như có mũ bên trong vậy đó. Mổ lấy cái cùi nhân ra. Như em cắt chỉ hay sớm này, em lấy nước muối sinh lý rửa đi, em nó có mũ à. Dạ. Này em ngâm luôn, em pha nước muối em ngâm luôn. Dạ. Pha muối loãng em ngâm thì sẵn là mấy trên này nó có mấy cái nấm rồi nè, nó chết nó lột da luôn, lột da nhanh lắm. Dạ. Pha nước muối ngâm đi. Thôi. Ok các bạn, còn bên này là hai bé Red Hybo rất là đẹp ha. Rất là ngầu luôn. Hình như con này cũng ruby luôn hả? Dạ, ruby à. Cái tinh thần rất là tốt rồi thấy không? Cái màu sắc rất là đẹp luôn. Cái mặt nó trắng các bạn. Mặt nó trắng mốc à. Nhìn nó khá là sang ha, hồng hồng. Hầu như là nó lên hồng hồng luôn á. Ồ, con này gai mũi chi chít luôn. Con này nó gai nó nhỏ li ti mà nó chi chít trên này luôn nè. Mấy bé này đỉnh quá. Lần sau đi ốp á, chịu khó đem nó đi ốp là sẽ đẹp. Dạ. Cái tinh thần rất là tốt luôn các bạn. Màu rất là sang ha. Công nhận màu đỏ đẹp. Cái màu đỏ Hybo nó vẫn quyến rũ ha. Màu đỏ con Hybo nó vẫn quyến rũ. Nhưng mà Hybo á, Hybo bây giờ nó cũng có nhiều kiểu Hybo. Nhiều khi con Hybo á thì nó cũng có Hybo đẹp, Hybo xấu ha các bạn ha. Hybo nó đơn giản, nó chỉ là lọc cái sắc tố đen thôi. Cho nên là có những con mà màu đỏ tốt á thì nó lọc cái sắc tố đen đi thì nó sẽ đẹp. Nhưng mà có những con thì màu nó khá là lợt lạc à, chứ không phải con Hybo nào cũng đẹp giống nhau ha. Con này phải ruby không em? Không ạ. Này thường, hay mắt thường. Bé kia căng đẹp hơn. Rồi ok Nghiêm ơi, em có thể giới thiệu giùm anh những cái dãy chuồng này như thế nào không? Đây các bạn, đây là không gian Khiêm chăm sóc mấy em bé đó, và bên kia là baby do nhà tự làm ra luôn ha. Cũng đang trong quá trình gọi là chọn lọc gen lại để làm những cái mùa tới ha. Thì làm lai tạo nó vậy, làm lai tạo thì chúng ta sẽ tạo ra những cái bộ gen head, xong rồi từ đó chúng ta sẽ chọn lọc ra rồi sau này để kết hợp lại với nhau để tạo ra cái màu mới. Thì đó là một cái công việc rất là hấp dẫn mà những anh em breeder là theo đuổi ha. Ok. Dạ, đây là cái dãy chuồng lớn nè. Cái dãy chuồng lớn em nuôi cái. Nuôi cái hả, mấy bạn cái mấy nhau. Cái nha. Đây thì với bộ gen ruby đang theo đuổi để làm cho nó. Này là những bé này là mang bộ gen mắt ruby hả? Dạ. Ok. Anh thấy không? Thứ nhất là cái á, mình nuôi chung với nhau như vậy á thì nói chung nó cũng không có đánh nhau gay gắt với con đực ha. Và sử dụng cái lưới này thì nó cũng an toàn nè, an toàn cho mỏ nè. Và nó rộng rãi như vậy nó sẽ ăn uống đồ nó tốt hơn. Nó sẽ đỡ hao cái thức ăn hơn. Con này con kia nó cùng ăn. Thì những đây là những cái bé cái ở đây là nó có mang cái bộ gen mắt ruby, mắt ruby tức là cái đỏ như viên ngọc ruby đó các bạn. Đó thì khi mà chúng ta làm lại tạo, chúng ta phải có những cái chuồng riêng để bỏ những cái con nó có chung cái gốc gen với nhau để sau này chúng ta kết hợp cho chính xác, tránh lẫn lộn ha. Đây là chuồng này là những bé cái mà mang cái có cái gen là mắt ruby để làm ra những bé ruby. Còn bên này là bình lưu với lại hai bồ. Mình làm hai bồ mấy bé cái sinh sản mùa rồi. Ok. Đó, bạn ví dụ như những bạn cái mà sinh sản đồ này nọ đó thì là Nghiêm để chung một cái chuồng lớn như vậy nó cũng dễ chăm sóc hơn, bé nó ăn uống cũng tốt hơn. Thì chuồng bên này là để làm những bé blue và hai bô ha, trong chuồng này toàn bộ là cái hết. Thì chúng ta làm hai tầng như là bé nó phơi nắng nó sẽ bò lên cái góc trên kia nó nằm nó phơi nắng ha. Cái này phải xịt rửa, tại vì cái mặt lót này là cái lưới á, cho nên là nhiều khi con nằm trên nó ị xuống, còn nằm dưới dính đầy đầu hết. Ở trên đây là đất Tây Ninh ha. Thì đất Tây Ninh thì chúng ta biết là sẽ rất là nóng rồi, cho nên là ở cái mái trên nè, Nghiêm có che căng một cái lớp lưới lan.
để cho cái không khí nó dịu lại. À, mấy bạn này là hết hai bô thôi. Này hết hai bô. Đây chuồng này là những bạn cái hết hai bô ha, nguyên liệu để làm ra con hai bô. Quá ok luôn. Một lát mình sẽ qua bên kia mình sẽ chỉ cho các bạn coi là những bé baby mà farm của Nghiêm làm được ha, cũng rất là đẹp. Nãy mình có lướt sơ qua một vòng mình thấy khá đặc sắc luôn. Thì cũng giống như cái chỗ Nam Ngô Farm của mình thôi, thì những em cái sẽ được ở cái chuồng lớn để nó vận động nhiều hơn, ăn uống tốt hơn. Mấy bạn ở đây thì nó hơi đặc biệt xíu. Em đang làm gen, em đang theo đuổi làm Rachan. À. Với lại bé Tây Cộng, để em làm mấy cái bộ gen em chuyển nó thành màu trắng. Ồ. Em test thử. Cũng chưa có kết quả, để năm nay em test thử. Năm nay là được rồi, sắp thấy vậy chứ cũng sắp tới rồi. Đây là chuồng này là những em cái mang bộ gen nó đặc biệt, nó xịn hơn các bạn ha. Để làm con Blue Rachan. Cái màu Blue Rachan nó là màu xanh nhưng mà nó pha bạc bạc trắng trắng ha, nhìn nó khá là đẹp. Hình như bên kia có bạn baby, bạn lớn, lát mình cho các bạn coi nha. Con này cũng lạ nè. Con này gen gì ta? Dạ làm Red Chan đúng không? Dạ Red Chan đó anh. À. Bên kia là con Tê Cộng. Tê Cộng mà thấy màu cũng sáng quá ta. Dạ, cái đó em để làm gen để em biến thành màu trắng. Ừ. Để làm thành con bé màu trắng luôn, Taro hả? Dạ không, làm theo hướng Thanos. Hướng Thanos. Anh đi theo cái con mắt nó màu đen. À. Thử. Ok. Đó, bạn anh em nào mà mê lai tạo rồi á, sẽ biết quý cái bộ gen đó bạn. Tại vì từ cái bộ gen đó chúng ta sẽ lai tạo ra được những cái màu mới. À. Nói chung trong lai tạo thì cái kiểu gen nó quan trọng hơn cái kiểu hình. Có những con nó bình thường thôi nhưng mà do cái kiểu hình nó gọi là nó may mắn sao nó ra nó đẹp thôi. Nhưng mà cái bộ gen đó là bộ gen bình thường cho nên là chúng ta cũng sẽ không có khai thác gì tiếp theo được. Cho nên là cái bộ gen nó mới là cái quan trọng. Nó quý hơn cái kiểu hình ha. Đây là những cái bé mang những cái gen rất là hiếm. À, trong đây có gen Rachan. Rachan là một trong những cái gen gọi là đang hot hiện nay ha. Ok. Ở đây cũng một bé bự nữa nè, bé này bự quá. Dạ bé Hebo. Hebo đực. Size này 1m4. Quá bự luôn, anh nghĩ chắc hơn quá. Đây là một bé Hebo đực ha, bé này nó bị lỗi mỏ. Tòng chi mà cho cái mỏ quát quá trời luôn. Lành lỗ mũi giống lỗ mũi heo luôn. Đính chưa. Igu các bạn, có nhiều con á, nó gọi là nó vô thời điểm mà nó bị gọi là nó stress đồ này nọ, nó nhát đồ á. Trời, nhiều khi nó phản ứng tiêu cực lắm các bạn. Nó tông mà nó mình sót giùm nó luôn á, mà nó không thấy đau á. Như bé này nè, bé này giờ nó đã lành rồi. Nhưng mà ngày xưa cái nết nó tông sao mà nó cái mũi trên nó ép vô luôn. Đó. Có nhiều con nó tông mà mớm mà không khép cái miệng ra được, lòi cái lưỡi ra ngoài luôn. Bé này mà còn nguyên dạng cũng đẹp lắm nè. Trong Igu á, cái khó giữ nhất chính là cái miệng, cái mỏ, khó giữ nhất luôn. Nhiều khi mình gọi là mình tính toán rồi mình giữ gìn kỹ lưỡng rất là nhiều luôn mà chỉ cần một cái gì đó nó làm cho nó hoảng thôi là nó có thể tông, hoặc là tới lúc nó lột da tâm lý nó nhạy cảm hơn á là nó sẽ tông. Thì cho nên là cái mỏ là cái khó giữ nhất. Đó. Này là hai bô. Này bé này cũng lạ nè. Này chắc làm đất chan đúng không? Dạ. Này bé đực làm đất chan nè. Cái màu nó rất là lạ các bạn. Cũng rất là ngoan á. Ok. Ôi, em có đủ cả đực cả cái luôn rồi. Hy vọng là chúc em mùa sau thành công nha. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Đây là những cái mẫu chuồng lắp ráp thì cũng được nhiều anh em sử dụng nè. Cái này nó có bán sẵn từng miếng về chúng ta ráp thôi. Bé này bé gì em? Dạ, Tê Cộng Ruby anh. Tê Cộng Ruby, cái màu nó đặc biệt ha. Mà đặc biệt cái dòng Tê Cộng Ruby này nó cái mặt con nào cũng trắng trắng hồng hồng á. Dạ. Nhìn nó khá là sang luôn.
con này gai mũi cũng tốt quá, hơi tiếc cái mỏ bé chút đỉnh. Lúc còn nhỏ đẹp lắm, tại phối xong cái nó bị lỗi. Ừ. Không mà vô mùa phối khó giữ lắm em. Dạ. À, vô mùa phối là nhiều khi mình ngẩn ngơ luôn á. Không kiểm soát được. Ừ. Còn bé này là đây, bé này cũng vậy. Dạ, nói chung làm em làm gen thôi. Này làm gen ha, con này là gen gì em? Dạ ruby anh. Ruby hả? Đó, dạ. Gen ruby. Head ha, cái này là head để làm ruby. Thì sao cái mùa phối á, cái tâm trí của nó. Bé này năm rồi làm ra con 2T. À làm ra con 2T hả? Dạ. Ok. Con 2T cũng khá đặc biệt các bạn, lát mình sẽ cho các bạn coi sản phẩm của em đó nha. 2T tức là cái sản phẩm giữa phối giữa con Albino T trừ tức là cái con màu vàng á, và cái con T cộng tức là con Green Hypo. Đó. Thì sau cái mùa phối đồ này nọ, cái ego, cái tâm sinh lý nó thay đổi các bạn, nó dễ phản ứng theo cái hướng là nó tông chuồng lắm, cho nên là con nào cũng hơi lỗi mỏ chút đỉnh á. Đây là một bé hai bô luôn, thì bé này nó chắc cũng vừa xong mùa phối, nó chưa kịp thời lấy lại phong độ á, nhìn nó còn hơi ốm yếu, ốm chút xíu. Em anh thấy em cũng chơi hai bô tê được nhiều ha. Dạ. Dạ. Hồi trước lúc mới chơi thì chỉ nhắm đến những cái dòng mà hai bô với lại tê cộng. Rồi sau này mình chơi nhiều thì mình hiểu, mình am hiểu gen thêm thì bắt đầu mình tìm hiểu thêm, mình nâng cấp lên. Ừ. Ngày xưa tại vì thật ra thứ nhất á, ngày xưa mình chưa có nhiều sự lựa chọn. Dạ. À, ngày xưa nó vòng vòng green, red, blue rồi nó lên tới hai bô tới tê là nó hết rồi, albino đồ này nọ. Đó thì bây giờ nhưng mà thật ra thứ nhất á, là cái màu sắc của cái con hai bô á nó rất là đẹp các bạn. Nó đỏ và nó không có sắc tố đen, cho nên là nó rất là rực rỡ, giống như các bạn thấy những cái bé hai bô mà đang đạt cái đỉnh cao phong độ đằng kia, nó cam, nó trắng, rồi nói chung nó nhìn nó rất là sang. Và cái gu của người Việt Nam mình cũng thích cái màu đỏ nữa đó, thường thường là thích cái màu đỏ, cho nên là cái màu hai bô được rất là ưa chuộng ha. Anh em đầu tư chơi để làm ra rất là nhiều, bạn thấy nãy giờ chạy của Nghiêm thì cái số lượng hai bô nó còn rất là nhiều ha. Đó thì những cái bé này nó sẽ không bao giờ hết hot đâu, cái màu sắc của nó rất là đẹp. Đó, đây là cái nãy giờ chúng ta hai dãy bên ngoài cùng á, là những em cái, xong rồi tới những em đực giống, còn đây là những cái bé juven nè, cái bé nè đang lớn nè. Đó, đây là dòng gì em? Dạ ruby luôn anh. Ruby luôn. Nhưng mà nó không có đỏ nhiều. Ừ. Càng lớn nó sẽ càng đỏ chứ nó không có giống như dòng khác. Em đang theo dõi cái dòng này. Nhưng mà ruby hình như anh thấy anh theo dõi những anh em khác nuôi á, nó cũng có con nó lên màu lợt, có con nó lên màu đậm. Dạ, ha. Có nhiều dòng giống như hồi trước mình có hai bô thì tẩy sắc tố đen, lên ruby thì nó tẩy thêm miếng. Ừ. Nhưng mà cái dòng này em đang theo đuổi là nó tẩy sạch hơn cái dòng hyper ruby hiện tại. Ừ. Của mình, nhưng mà đồng thời nó ảnh hưởng tới sắc tố đỏ. Rồi nó sạch quá nó cũng làm cái màu đỏ nó bị lợt lại. Dạ. Không đó, những cái bé này anh thấy có phần đuôi của nó hầu như là liền luôn, giống như mấy con tê tê. Đúng rồi, hầu như nó không thấy cái khoang luôn. Dạ. Mà nó có vàng vàng ở trong người nó đẹp. Bé này cũng đẹp quá nè. Này dạ, hai bộ tông trắng nè. Hai bộ tông trắng. Ừ. Ừ, con này anh mới gặp lần đầu luôn đó nha. Mới gặp ở ngoài á. Hai bộ á các bạn. Hai bộ mà coi cái mặt nó trắng bóc à. Nó trắng là nó hơi tím tím. Tím tím đó, mà con mắt của nó hơi tím tím ngộ ngộ ha. Con mắt quá đẹp luôn em. Dạ, nó có cái vòng tím ở ngoài. À, nó có vòng tím tím ở ngoài á. Ừ, em sưu tầm được mấy con này cũng hay quá. Bản gai cũng tốt đó nè. Đực luôn. Bé này là khoảng 6x nha các bạn. Quá đẹp luôn. Con này mùa tới là phối được rồi. Dạ. Tháng 12 này là phối ngon rồi. Con này bản gai cũng tốt nữa. Con mắt á, con mắt này nó thấy bình thường không ta? Dạ bình thường anh. Bé ăn khỏe lắm. Ăn khỏe. Mà tánh thì đầm. Tánh đầm. Chơi được. Da nó cũng mịn hơn với dòng Eagle thường. Dạ, da nó mỏng hơn. Ok. À, giờ đây đi con.
Đây là những bé rin này có hết gì không người không em? Dạ bé, mấy bé rin này em đang làm rachan tây cộng anh. Rachan tây cộng hả? Trong tương lai sẽ còn ra rất là nhiều màu mới luôn. Dạ. Trong tương lai ra rất nhiều hả? Thì anh em mình cứ gọi là sưu tầm xong rồi kết hợp lại để trộn cái màu gen lại với nhau đó. Thì ngày trước nó chỉ có rin rep lu rồi T, Hypo, đồ Albino, mấy cái dòng thường thường thôi. Nhưng mà khoảng 2 năm gần đây là ra rất là nhiều màu mới ha các bạn. Thì những cái màu mới này nó không phải là giống như nó không có khác biệt hẳn giống như là màu đỏ với màu vàng đâu. Mà mỗi một cái dòng như vậy nó nâng cấp lên thì nó sẽ có thay đổi chút đỉnh. Thì chúng ta muốn biết cái sự khác biệt này chúng ta phải có theo dõi. Chúng ta phải biết cái loài này nó có cái gì, ha, giống như mình... trong hai bô hồi nãy giờ khi Nghiêm có giới thiệu, trong hai bô nó có Ruby Eye rồi có hai bô trắng rồi có đủ thứ á, cho nên nếu mà chúng ta không cập nhật kiến thức á là chúng ta nhiều khi là sẽ bị lạc hậu liền. Bản thân mình vẫn phải update liên tục chứ không là lạc hậu á. Đây là trong này có những cái bé này chắc hai bô với hết hai bô ha. Dạ. Đây mình cho các bạn coi hai bô với hết hai bô ha. Ví dụ như đây là con red thường. Hay rất thường. Nhưng mà gen ẩn bên trong là nó có hết hai bô ha. Thì cái này nuôi lớn và phối với nhau là nó sẽ tạo ra được bé hai bô. Cái này cái gen hai bô nó còn đang ẩn bên trong. Những cái các bạn thấy baby á mà nó có cái màu gì nè. Sau này lên màu rất là đẹp nè. Đó. Màu nó rất là đậm ha. Thì con này là con red đó các bạn, nhưng mà mới nở, cái này nở ra cũng thời gian rồi nó mới lên vậy á, chứ còn mới nở ra nó xanh hơn nữa. Rồi nó lột từ từ, sau nhiều lần lột á, một hai khoảng 4-5 lần lột thì đó nó sẽ đỏ lên từ từ ha, chứ không phải là con red mới đẻ ra là đỏ luôn. Đây, để mình bắt một bé hai bô ra cho các bạn coi. Đây. Đây là một bé hai bô ha. Hai bô này tông màu tốt của em. Dạ. Hai bô này tông màu tốt á, đỏ này mốt đậm á. Đó, đây là hai bô ha. Còn đây là hết hai bô. Thấy không? Hai bô thì nó lọc mấy cái sắc tố đen đi, nó không có những cái sắc tố đen này. Đó, này là hết hai bô thôi. Này là hai bô ha. Tông màu tốt. Mắt tốt. Bản gai cũng tốt. Ok. Còn đây là bé Torres nè các bạn. Em nó về nhà mới ở đây nó cũng khá là ngoan. Nhớ mặt anh không cưng? Cái con này nó là cái dòng Torres ha. Thì cái bảng màu nó rất là tốt. Cái bảng màu của nó rất là tốt luôn. Và cái điều đặc biệt của bé này là con mắt nó hình bầu dục các bạn. Hình elip. Đó, khá là đặc biệt. Nó thường thường mắt igu nó tròn, còn con mắt này nó hình elip ha, giống như mắt rắn vậy đó. Báo này bé này màu tông đậm lắm, bé này làm giống là hết sảy luôn, tinh thần cũng tốt, bậy rồi đó. Ok, thả vô nha. Một mình em lo hết chỗ này cũng bê à. Dạ. Bê xe lết luôn á. Nhiều quá trời. Rachan đúng không? Dạ. Đây các bạn. Giới thiệu cho các bạn siêu phẩm Rachan. Ồ, dị chưa? Dị hổm chưa? Màu sắc nó kìa. Nó có cả màu tím trên người nữa. Ừ nè, tím nè. Tím nè các bạn. Xanh ngọc nè. Xanh miner, đủ thứ màu trên người này á, vàng vàng rồi nữa. Màu rất là dị ha. Thân thuộc quá. Đội về Bình Dương hay gì?
rất là đẹp các bạn. Càng ngày màu sắc Igu nó sẽ ra càng nhiều màu mới và nhiều màu lạ hơn. Cái những cái đời sau này á, Iguana nó làm ra bắt đầu nó cái màu nó có cải tiến các bạn. Giống như con Albino bình thường á, ngày xưa cái màu Albino á thì nó vàng thôi, nhưng mà Albino bây giờ nó có, khi mà mình phối với lại con dòng Tobago á, thì cái con mà Tobago Albino hiện nay cái màu vàng của nó giống như nó có cái phần dạ quang bên ngoài các bạn, nhìn nó rất là chói ha. À, rồi sau này làm ra những cái bé mà từ những bé Blue Red Chan này nó rất là lạ luôn nè. À, con mắt nó nè, con mắt của nó thì tím tím ha, công nhận con này dị. Con này dị, con này dưỡng tới mùa tới phối là ngon quá trời luôn. Size này phối cũng ok rồi, dạ. Tới tháng 12 phối là cứng khừ rồi. Rồi vô chuồng. Đây là Blue Red Chan hả các bạn. Này là một cái dòng đang hot và giá cũng đang mắc. À, rất có giá trị, đáng để đầu tư. À, còn những bé bên này em? Dạ, mẹ của bầy 2T. À, mẹ của bầy 2T á. Là đây là con mẹ. Cái này cũng, ôi vậy mùa trước mới là mùa đầu tiên ha, dạ, cái tơ luôn. Mùa đầu tiên cái tơ nhỏ mà sinh sản tốt lắm anh. Ờ, hay quá. Thường thường mấy con nhỏ này hơi ớn ớn. Đẻ mà nằm trên tay em. Nằm trên tay đẻ luôn hả? Ok. À, đây là những cái bé mà từ trại của Nghiêm ha. Đây các bạn. Thì nói chung khi mà chúng ta nuôi số lượng nhiều quá thì nhất định là sẽ có những cái bé bệnh. Thì đây là cái chuồng Nghiêm tách riêng ra. Đây là những bé đang bị teo đuôi ha. Thì đối với những bé teo đuôi chúng ta phải nuôi riêng. Đó. Chúng ta nuôi chung á, nhiều khi là nó sẽ lây qua cho những cái con khỏe. Đó. Đây mình bắt cái bé mà bị teo đuôi ra cho bạn coi. Đây. Khi mình nói teo đuôi á là mình sẽ thấy hai ngạnh đuôi nó ốm như thế này nè. Nó làm cho cái đuôi mớm lại. Thì đây là cái biểu hiện bên ngoài. Còn cái nguyên nhân chính á là cái đường ruột bên trong này nè. À, nó không có tiêu hóa được nè. Ở bên trong cái đường ruột này á là nó sẽ có một cái khối phân cứng hay là cái khối urat gì đó, nó làm nghẽn cái đường ruột của bé đó. Nó không có ị được nè. Chúng ta thấy nó chỉnh cái urat đây nè. Thấy không? Đó, này nó bị kẹt urat nè. Không có ị ra ngoài được. Đó. Thì bé nó sẽ phản ứng ra cái biểu hiện bên ngoài là bị teo đuôi. Đó. Thì cái này chúng ta phải tách ra riêng ha. Chúng ta nuôi chung á, mà lỡ bé này mà nó ị ra được chút xíu mà cái con khỏe mạnh nó lại nó ăn chúng á, là nó sẽ bị lây luôn. Đó. Thì đối với những bé bị teo đuôi á, các bạn ra thuốc tây, các bạn mua men tiêu hóa về cho bé nó uống thuốc. Ví dụ như size cỡ này chúng ta mua thêm cái đồ bơm. Chúng ta bơm cho nó uống khoảng 4-5 giọt gì đó. À, uống 3 ngày liên tục. À, mỗi ngày một lần, rồi mỗi sáng chúng ta ngâm nước á, để kích thích nó đi vệ sinh. Thì cái men tiêu hóa chúng ta chỉ uống 3 ngày thôi nha, chứ không phải là uống hoài đâu. Tại vì uống hoài nó cũng không tiêu được, nó cũng giống như nó là một cái gây tắc luôn. À, uống chừng 3 ngày thôi rồi chúng ta ngưng. À, chuyện còn lại á, là phải trông chờ vào cái gọi là cái sức đề kháng của bé nó và cái khả năng phục hồi của bé nó. À, lưu ý nếu mà trời mưa thì chúng ta nên sưởi đèn thêm cho bé nó. Tại vì khi trời mưa là nó không có nắng, không có nhiệt. Thì không có nhiệt thì nó sẽ không có năng lượng để mà nó gọi là nó tăng cái sức đề kháng nó lên. Thì chúng ta phải hỗ trợ sửa đèn cho bé nó. Chứ còn để mà gọi là ngoài mưa đồ này nọ luôn á là nó lạnh quá là nó mất sức luôn ha. Thì bạn nào mà có các bé nào mà bị teo đuôi á hay bị vấn đề gì thì cứ nhắn tin cho mình comment. Cái nào biết thì mình chỉ. Mà hầu như tất cả những cái bệnh của Igu hiện nay thì tới thời điểm hiện tại là mình đã bị rồi, đã trải qua rồi. Đó. Rồi trong tương lai có thể nó sẽ phát sinh thêm một số bệnh mới nữa thì tới lúc đó chúng ta lại nghiên cứu tiếp. Còn hiện nay đa số những cái bệnh về herpes, về teo đuôi, về nấm gì nữa, chúng ta về ké, đẹn miệng thì đa số là mình đã trải qua rồi. Đó. Những bé này là riêng gì em? Dạ Botaro anh. Botaro các bạn. Botaro. Con Taro là con mà nó quay ra chan, nó dạ. Ừ, nó kêu là Taro. Bên này là Albino. Đây có những bé Red Chan baby nè các bạn. Lúc mà baby thì nó như thế này. Để anh bắt cho các bạn coi nha.
Tính ra là em là chuyên về dòng dòng anh thấy em là chuyên về dòng 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 ra chan nhất á. Dạ. Em tập trung về nó, ok. Mỗi anh em giỡn chết, giỡn hoài, bậy á, không có tiền đền á. Mỗi anh em sẽ đam mê một cái bộ gen khác nhau. Đó thì mỗi người sẽ làm mạnh về một cái mảng đó thì từ từ chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm đẹp ha. Đây, đây là Blue Red Chan ha các bạn, size còn nhỏ. Nhìn nó cũng rất là dị ha. Cái mặt của nó xanh rất là dị. Nhìn nó lạ. Đây mình lại đây mình cho bạn coi lại cái con lớn với con nhỏ nha. Đây. Này, đây là em nhỏ, còn đây là em gọi là vị thành niên. Thì từ bé này nè, nếu mà chúng ta nuôi tốt á, thì khoảng một năm chúng ta sẽ đạt được size này ha. Đó. Một năm là chúng ta sẽ đạt được size này, anh thấy không, nhỏ và lớn. Lúc nhỏ cũng vậy, lúc lớn cũng vậy. Nhìn nó rất là đặc biệt ha, nhìn nó có nét hoang dã. Nhìn cái cặp mắt là biết nó liền, mắt nó tím 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 tím. Ok. Rồi, thank you. Để mốt anh kiếm, anh mà kiếm dòng này anh qua anh kiếm em. Con mắt nó đẹp lắm các bạn. Có nhiều bạn ở Sài Gòn cũng nhiều anh. Ừ. Ra chan này Việt Nam làm được rồi đó anh. Làm được rồi hả? Dạ. Bữa ai làm ta? Dạ em thấy có Thông Bắp làm được. À. Lâm Hà làm được. À Thông Bắp Lâm Hà, như Thông Bắp với Lâm Hà cũng chuyên dòng này. Dạ mấy bạn nó chơi dòng cao lắm. Ok. Ở đây còn mấy bé nè các bạn. Nó nhìn vô, quay vô sẽ thấy nó rất là đẹp. Nhìn vô là thấy cặp mắt liền ha. Nhìn vô là ấn tượng cặp mắt. Ok. Quá nhiều. Bên này là T các bạn, Blue và T. Blue và Albino T á, T này là T cộng ha. Cái con màu vàng á là T trừ, còn này là T cộng. Blue và T. Ồ bên này có Snow nữa. Dạ bày đó là hai T. Với lại năm nay em làm được mấy bé Snow. Mấy bé Snow. Đó. Năm nay thì ở farm mình không có làm snow ha. Snow là tuyết á các bạn, là trắng á. Cho nên là bữa giờ không có snow để quay cho các bạn coi. Hên quá bên Kim có làm ra được nè. Quay cho các bạn coi ha. Ngày xưa đó các bạn. Ngày xưa mà thấy cái tấm hình ở trên mạng thôi á, mà cầm ra được con snow phải nói là ước mơ của mình á. Cái con snow màu trắng này nè, đây là chính là cái động lực để cho mình đi theo đuổi cái ngành này luôn á. Ngày xưa là mình cầm con, mình thấy cái hình chụp bên nước ngoài á, người ta cầm albino vàng nè, snow trắng nè, blue nè, nhìn mê mệt luôn. Nó làm cho mình kích thích mình quá đi, buộc lòng mình phải lên mạng rồi mình tìm hiểu, tìm đủ mọi cách để mà mình tìm hiểu thông tin của nó. Khi có điều kiện là mình làm liền. Thì năm trước, nói chung hai năm trước á, hai mùa trước á, là mình đã làm ra được bé Snow rồi. Đó. Thì mùa này mình dành cái con giống để mình làm cái dòng khác chứ mình không có làm Snow nữa. Đó. Thì sẵn đây có Snow quay cho các bạn coi. Con Snow này á, là cái gen nó được trộn giữa con Blue và con Albino vàng này ha các bạn. Đây Albino vàng này. Con Albino vàng này phối với con Blue á, nó sẽ ra con này mình lấy thêm bé Blue này nói cho các bạn. Đây, hai bé này á mà phối với nhau á, nó sẽ ra con Green Double Head. Nuôi lớn con Green Double Head đó phối với nhau thì nó có khả năng làm ra được bé Snow ha. Làm ra được bé trắng. Hay không các bạn? Các bạn biết tại sao không?
Tại vì cái con blue này nè, mình kêu blue là mình kêu theo kiểu hình, nó mình kêu màu xanh dương. Nhưng mà cái tên kiểu gen của nó là Asantic ha. Thì cái gen Asantic này nó quy định cái tính trạng là nó lọc cái sắc tố vàng đi. Thì khi mình phối con này với con này á, con này nó lọc cái sắc tố vàng của con này thì con này nó thành ra màu trắng. Ok không? Đó, khoa học ha. Đó, phối hai con này với nhau. Rồi tạo ra green double head. Phối tụi nó lớn với nhau, phối lại với nhau ra được con màu trắng này. Đó. Chưa đâu, sắp tới nó sẽ còn nở rộ rất là nhiều cái bộ gen mới. Sẽ có trong một con Igu nó sẽ có 4-5 cái gen như vậy. Đó, thì nó sẽ ra những cái màu rất là dị. Nói chung là mục tiêu của mình sắp tới á, sẵn đây chia sẻ mục tiêu của mình sắp tới là mình muốn tạo ra con Igu nó nhiều màu. Có nghĩa là cái đầu nó màu khác, cái mình nó màu khác. Ỉ tay luôn các bạn. Hôm qua giờ cái cổ họng nó mệt mệt, nó giống như nó muốn cảm vậy. Trời nắng quá. Cái ước mơ của mình đó là mình tạo ra một con Igu nó nhiều màu với nhau. Ví dụ đầu nó màu khác và cái mình nó màu khác. Hoặc là nó theo kiểu dạng dạng gì ta? Dạng nó đốm à, kiểu paradox. Có nhiều bạn làm ra cái con Igu mới đẻ ra màu xanh lá cây, nhưng mà trên mình nó có những cái đốm đen đen đen, thì mọi người hay kêu là paradox. Nhưng mà đó không phải là paradox. Paradox nó phải giữ được cái màu đó. Nếu nó lớn mà nó vẫn giữ luôn như vậy thì gọi là paradox. Còn những cái con mà nó bị đốm đốm đen đó thì nó lột da khoảng chừng 2-3 lần là nó sẽ xanh bình thường thôi, chứ nó không phải là paradox ha. Paradox là nó đốm 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 mà nó đốm khác màu mới đẹp. Giờ mình mốt mà mình phối con này đi, phối con zombie á, zombie là con màu đen á, phối với con trắng này mốt mới ra thành con chó đốm mới độc. Giống như con bò sữa vậy đó các bạn. Đó đó là ước mơ của mình ha, mục tiêu của mình hướng đến á. Ok, bé nào hai tay hả? Hai tay hả em? Dạ. Ok các bạn, đây là một bé hai tay ha. Thì bé này được làm ra từ từ con tay trừ và con tay cộng ha, phối với nhau nó sẽ ra double head. Đó, ra double head phối lại với nhau thì nó ra bé này. Bé này là hai tay. Nó gọi là albino hai tay. Thì cái con hai tay này nó có những cái khác biệt. Thứ nhất là da nó mỏng hơn. Cái thứ hai là gì em, chủ nhân em giới thiệu giùm anh này, bé này nó có những cái gì đặc biệt? Dạ, cái da nó mỏng với lại giống như em thử nghiệm bé này đầu tiên anh. Ừ. Thì giống như cái bộ gen bố mẹ nó làm cho con bé này nó không có tới lắm. À. Nên em cũng đang theo đuổi, theo dõi nó coi sao. Nó khác biệt thì ví dụ thông tin của những breeder đi trước thì em hỏi thì body giống, nhưng mà mắt thì nó chưa có tới. À. Với con hai tay. À, hình như con mắt con hai tay nó đỏ nguyên con luôn. Dạ, đúng rồi, nó full đỏ luôn. Ừ, full đỏ luôn. Vậy là nó đỏ giống như mấy con Dracula của anh vậy đó, đỏ. Dạ, full rồi. Luôn. Còn bé này thì nó cái mắt nó đỏ chưa tới ha. À. Nhưng mà nó cũng sẽ không giống với albino. Không màu, giống albino chắc chắn rồi. Màu sắc rồi nó cũng không giống. Màu này nó da nó mỏng hơn nè, màu nó gọi là sao ta? Nó lớn, hơi có một cái lớp mịn bên ngoài. Không em, mình đang trên đường đi tới thôi. Cuộc chơi này còn dài lắm. Mình chưa tới được bãi dưới xe nữa mà, cho nên là đang trải nghiệm. Ừ, đang trải nghiệm. Nhưng mà em sưu tầm được những cái bộ gen là tương đối là hiếm. Ok á, có tương lai á. Cái bé albino này màu nó cũng sáng hơn với albino thường. Ừ. Trong bầy 2T. Này trong bầy 2T sáng hơn. Dạ, màu nó cũng khác. Ví dụ mình nhìn thì dày giống albino nhưng mà so lại thì nó khác. Khác rồi, con này nó hơi tông cam cam. Đúng rồi, nó hơi cam cam, nó hơi cam cam nhẹ. Rồi bên này là những bé hai bô, hết hai bô ha các bạn. Cái này Nghiêm nói là Nghiêm đang quá trình trải nghiệm chắc lọc gen ha. Trong chơi lai tạo thì đây là một cái công việc nó tốn khá nhiều thời gian, khá nhiều cái chất xám của breeder ha, tại vì mình phải quan sát, phải chọn lọc, mà mỗi lần chọn lọc đắn đo dữ lắm. Dạ. Phải suy tính, đắn đo, quan sát, nói chung mất nhiều thời gian mới lọc ra được một cái bộ gen. Ồ, con này con gì vậy? Mặt tím ngắt này nè. Dạ, Ruby năm nay em làm được. Đó. Em đang giữ lại, chưa có chia sẻ cho các bạn. Đó, đặc biệt nè các bạn. Mắt Ruby luôn.
Con này cũng không thấy em xô đúng không? Chưa xô. Dạ, em đang chung là hơi bận rộn nên chưa có xô lên hết. Ok. Quá trời xô hết cũng cũng phê à. Mỗi ngày xô một con cũng mệt thôi. Quá đẹp luôn các bạn, bé này đẹp quá. Con mấy bé ở đây cũng hơi đặc biệt. Hôm nay em làm ruby năm đầu nên kinh nghiệm còn ít. À. Làm sản phẩm ra. Ôi, ôi, ôi. Ôi, sao hai con lận? Con nhông gạo. Ơ, nhông gạo, hết hồn tưởng hai con ra. Đặc biệt á, đặc biệt á em. Đang theo dõi nó chuyển màu sao anh? Đúng rồi. Thì cứ chúng ta mỗi lần nó lột da cho thấy cái hứng thú là mỗi lần lột da chúng ta coi nó chuyển biến như thế nào á. Mấy con này đặc biệt á. Này bên đây phải không ta? Dạ. Con này nó cũng là lạ. Này em đánh dấu mực ha. Dạ, em đánh dấu tại nó yếu à, em đánh dấu theo dõi á. Cái này mình cứ xém bị tẹo đuôi. Tị hết. Nhìn nó vậy nhưng mà lớn nó sẽ khác ha các bạn. Mỗi con nó sẽ biến chuyển. Không rồi, anh vô trại của em nãy giờ anh thấy nó ấn tượng cặp mắt á. Đa số là cặp mắt rất đẹp. Ví dụ mình nhìn cái kiểu hình bên ngoài á thì cũng là albino rồi hypo rồi tê đồ này nọ thôi, blue rồi, nhưng mà cái cặp mắt của những bé của em làm ra nó lạ đó. Da mỏng lét như da non. Ok. Đây các bạn, nãy giờ mình đi tham quan một vòng những cái siêu phẩm cũng như là những cái lứa dự bị cũng như là những cái sản phẩm mà do Nghiêm Lai tạo ra ha. Còn đây là cái khu vực gọi là mệt mỏi đó, rau muống một ngày phải xử lý hai cái thao bự như thế này, rửa qua máy nước ha. Đó. Cái này cắt nhỏ ra là cho mấy em lớn ăn luôn rồi đúng không? Đó. Còn này là cho baby thì lấy lặt cái lá thôi. Đó, lặt cái lá để cho em nó dễ ăn. Đó, còn cái cọng thì bầm ra. Cái này em bầm tay hay bầm máy? Dạ tay anh. Chơi tay luôn hả? Đó, bầm sắt ra vậy nè các bạn. Thao đây nè. Rửa qua máy nước ha. Rửa qua sạch máy nước trời mới cho ăn được. Đó. Ủa, em có mướn người không nên nói làm luôn. Hai cái thao này hơi bự à. Anh em mình giống nhau. Ở thấy ai nuôi igu xong rồi cũng biết lặt rau rửa rau giỏi lắm chứ lúc trước kêu làm đâu dễ gì làm. Sau này làm mọi cho tụi nó ngày rửa như đây rau cũng rửa nữa. Bởi vậy thân lừa ưa nặng, rảnh rỗi không chịu đâu, khoái vậy. Đó các bạn, mâm nè. Đây là những cái phụ kiện mà những anh em breeder sẽ thường thấy ha. Đây những cái mâm rau cho nó, bên kia kìa thùng ấp đất ấp đồ quá trời luôn. Mấy cái công ty nhựa để bán mấy này cho anh em mình là cũng nhiều dữ lắm luôn. Đây ở nhà mình cũng xài thùng này 140 lít. Đây là thùng ấp ha, thấy thùng này thùng ấp mua lần mua cả cây. Ở đây thì chế độ ăn của Nghiêm thì Nghiêm sử dụng bí đỏ thêm nữa. Đó, mua bí đỏ mua lần như đây nè. Đó, về cho ăn từ từ. Anh thì anh không có cho ăn bí đỏ, anh lười bào quá, bào dễ đứt tay quá. Anh là chỉ vip với rau muống thôi à. Em có máy luôn, đó có máy này máy bào sợi bí đỏ nè các bạn. Khoảng 2-3 ngày mới cho ăn miếng nè. Ờ đúng rồi, ăn ít thôi, ăn nhiều quá không tốt đâu. Này nhét bí đỏ vô đây ha. Nhét bí đỏ vô đây là hàng quá rồi chạy ra vô đây nè. Này cũng do anh em mình chơi gu tạo lên đó anh. Ừ. Ở ngoài thị trường không có bán cái này. Cái sản phẩm này nó cũng đến từ những anh em igu á.
nghĩa là cũng xuất phát điểm là bào mỗi tay với đứt tay quá cho nên là anh em đặt những cái cơ sở người ta chế tạo máy nè, người ta làm cái máy bào. Mà cái máy bào này á, theo như mình, nói chung thì mình không có xài bị đỏ, mình nuôi gu đó giờ mình không xài bị đỏ, nhưng mà cũng có theo dõi mấy anh em sát xài á, những cái máy để đầu chế ra là bào ra cái bí nó bị dập. À, nó dập nó mạnh quá nó dập tả tơi hết rồi, nó đổ nước ra nó mau hư đó. Xong rồi sau 2-3 lần chỉnh sửa thì bây giờ nó ra cái sợi bí đỏ nó mới gọi là nó đẹp. Dạ. Nó cứng cáp, nó ít bị hư hơn đó. Cứng mà nhuyễn hơn. Rồi ok Kim ơi, có cần còn gì chia sẻ với lại mọi người nữa không? Đây là khu vực những cái cây xô ha. Mà công nhận Tây Ninh nắng thiệt các bạn, rất là nắng luôn, phải che một lớp lưới lan. Cái này em kiếm thêm mấy chậu cây em trồng, không khí nó mát hơn. Dạ. Cây nó hút cái CO2, nó đẩy ra cái oxy đồ này nọ, nó mát cây gu nó khỏe hơn. Em không có dám thấy em chừa cái khoảng đất cho nó cỏ nó lên nên nó đỡ. Em mới dọn dẹp vệ sinh nên tỉa bớt. Từ từ mình trang trí thêm cảnh quan đồ vô cũng đẹp. Không mà đẹp á, anh thấy là tươm tất á. Ok. Rồi, thank you em rất là nhiều. Dạ, hôm nay đã đi lạc nhưng mà lại được đón tiếp rất là nồng hậu. Lát còn được mời ăn thịt bò đặc sản của Tây Ninh nữa các bạn. Ok, hy vọng là những cái giây phút vừa qua là cũng giúp cho các bạn thư giãn ha. Có biết thêm được nhiều những cái màu sắc mới của iguana. Thank you em đã tiếp anh rất là nhiều. Ok em. Tuần sau anh lên tiếp. Anh gặp. Dạ, ok anh. Ok. Ok rồi, bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở video clip lần sau. Bye bye.